Sáng nay, các đoàn lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một đã đến thăm và tặng quà các đồng chí, nguyên cán bộ chiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang tham gia các cánh quân tiến vào giải phóng Thủ Dầu Một ngày 30 tháng 4 1975. Tại các nơi đến, lãnh đạo thành phố đã thay mặt đoàn gửi lời tri ân sâu sắc, công lao của các đồng chí đã đóng góp vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lãnh đạo thành phố cũng đã thăm hỏi động viên sức khỏe của các đồng chí, mong các đồng chí sống vui sống khỏe, nêu gương vận động con cháu và người thân chấp hành tốt đường lối chủ trương của địa phương. Đồng thời mong muốn các đồng chí cống hiến kinh nghiệm, phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ trẻ tại địa phương. Dịp này đoàn đã tặng mỗi đồng chí một phần quà và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng.